Anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây. Mình sẽ chơi game gì em ơi, mình nghĩ là con game mình nhiều em biết rồi. Game Big Boss, đây là game đổi thưởng 1-1 nha. Và các bạn nhớ rằng này, khá nhiều em đặt mình câu hỏi đó là sao mình tạo tài khoản mới trên máy nhưng mà không được, tạo tài khoản mới nhá, nhưng mà không được. Do là các bạn có thể tạo trên một máy, bởi vì tạo trên một máy nó sẽ không cho nhận cái ưu đãi là 100.000 được 58.000 đồng này đâu. Bởi nào 100.000 được 58.000 quá to luôn mà anh em. Hơn 5% số vốn này anh em mà đúng không? Cho nên các bạn phải nhớ là tạo một tài khoản trên một máy rồi hai tài khoản này trên hai máy nha mới nhận được cái ưu đãi nha. Hay các bạn báo danh nhận quà mỗi ngày này, hay chia sẻ Facebook này là 3.000 đồng này, cái này không làm gì các bạn được nha. Báo danh ngày này nha, các bạn không cần nạp vào gì cũng được nha. Thì với những cái ưu đãi đó thì mỗi tháng các bạn kiếm được 100 đến 200 ngàn mà các bạn chả cần nạp gì luôn ấy. Thì vốn mình hôm nay 14 mê thì mình sẽ vào đây chơi game nộ hụ nha em ơi. Nộ hụ hôm nay mình chọn chơi đó là nộ hụ phá bảng này nha. Nha. Hy vọng hôm nay nó cho mình lớn, thắng lớn thôi, đừng có cho toa được. Mình hôm nay không cần ăn ăn nhiều đâu nha. Mình hôm nay là 14 mê, mình mà lên tầm 2 mê là được. Bởi mục tiêu mình là thắng 6 mê thôi mà. Thành ra mình mới nạp vào đó là 14 mê mình chơi ấy nha. Để cho tròn ấy nha em ạ. Nhưng mà chơi gì như vậy thôi. Quan trọng nhất phải hên thôi anh em. Và đéo hên này thua là đúng rồi. Đúng không? Ở game hên xui biết thế đéo trước được. Có ngày mình ăn được, có ngày mình thua thôi. Nhưng mà chơi thì thằng đéo nào chơi ăn. Nhưng mà mỗi ngày các bạn cứ đánh 5 đến 10 phút nên đừng có đánh quá nhiều. Đánh quá nhiều các bạn toang đấy. Các bạn đánh quá nhiều mỗi ngày các bạn toang ngay. Đừng có đánh quá nhiều. Mỗi ngày đánh 5 đến 10 phút thôi. Thắng nghĩ mà thua nghĩ đi. Bởi vì hầu như các bạn thường thắng là các bạn đéo muốn làm dừng đâu. Các bạn thắng muốn thắng hơn kìa. Thua thì các bạn cứ muốn gỡ. Không nên như vậy đâu anh em ơi. Đây này ngon này. Mày vẫn đéo này nó cho trúng này. Mà lúc này vẫn lỗ nha. Mình cách đánh là mình thường đánh auto. Ôi ngon. Vì sao mình đánh auto anh em? Bởi đánh auto một cái auto nó hên ấy. Thì nó sẽ tiếp hồn hên. Bởi vì cái này là cái tự động mà anh em ơi đúng không? Mà auto nào xui thì các bạn nên nên thực hiện lại cái auto khác. Thì nó sẽ hay hơn rất nhiều nha. Trời ơi, lại thua lại rồi. Lúc này thua 40 năm này đấy anh em. Đen này chịu thôi nhá. 92 nữa kìa, đen thế. À, 80 năm nữa kìa, đen thế trời. Đây này. Cho nộ hũ cái to ấy nào. Dừng đi anh em ơi. 20 auto luôn này. Đây rồi, trời ơi. Trời, hòa được một mê mình thằng pha nó nộ to ấy. Đây anh em ơi. Chưa hết đâu nha, 3 mê này. Nộ cái hũ to cái nào. Trời ơi. Đừng nói thua hết nha. Tôi là đéo có gì để nói luôn đấy. Cứ từ từ lên thôi anh em ạ. Không vội. Trời ơi, thế mà được có một mê anh em ạ. Phải lìn thật đấy. Đây này anh em ơi. 4 mê này, 12 mê này. Nỗ là nào, nỗ cái hũ cái nào. Nỗ hũ đi. Trời ơi. Thế pha đó không nổ hũ kìa. Đây. Pha này bù lại này. Đến 2 mê bố mày nghĩ thế nào. Đấy, bây giờ từ cái thế lên này đấy anh em. Cái tu cái xui cái mình bật cái tu khác đặt một mê một lần luôn là bây giờ nó nổ cái hũ này. Trời ơi, mày 5 mê lãi luôn anh em ạ, đang lãi luôn đấy. Đang lãi luôn đấy anh em ơi. Ngon chưa anh em ơi? Trời ơi, nó lại thua lại rồi, vừa nói cái lại nó lại thua lại liền. Mẹ nó chứ kìa. Đây. Đéo biết như nào mà lần này. Trời ơi, được có 24 anh em ạ. Tưởng pha nó nổ cái hụ chứ. Đây này anh em ơi. Trời ơi, pha đó mà nổ kìa. Đầy cái này. Uầy, ngon quá anh em ạ. Mày 5 mê rồi nha. Còn 5 mê thôi anh em ơi.
Công nhận thua chỗ nhanh với đạn đấy, nhưng mà thắng lên chỗ lâu vãi anh em ạ. Đây này, ván này phải ngon này, được 16 chứ. Đây chưa chưa hết đâu nha, 20 này. Úi dồi ôi, tuyệt vời luôn anh em ơi. 17, 18 này đây. Chưa hết đâu nha. Trời ơi. Mày 60 này. Lên đây nào anh em ơi. Lên 20 nghĩ thế nào. Lên 20 chả mà suy nghĩ gì luôn, mà đánh nữa hay không đánh nữa đâu. Mà chắc chắn là nghĩ luôn anh em ạ. Gần lên mà nó lại xuống lại nên nhé. Bịt ngay mà. Mày 70 mấy rồi nó còn xuống lại kìa. 40 ngàn. Chịu. Nộ đéo mà nộ được 40 ngàn. Đây. 40 ngàn đâu. 26 mà anh em ơi. Đây nhá này. Lên nào anh em ơi. Đây nhá nha. Đây nữa nha. Trời ơi, nó xuống lại kìa anh em ơi. Gần lên mà nó xuống lại vậy ta. Cứ gần lên là nó xuống lại. 17 mấy mấy nó bắt đầu xuống lại là còn 14 mê. Vãi đạn thật đấy. Ván này lên đi nào. 17 mấy năm này. Mày xuống lại nên nhé. Nó cay như vậy đấy anh em ạ. Đó đó đó, lại xuống lại. Cứ hẳn lên 17 mê nó xuống lại. Chịu thật anh em ạ. Lo thật đấy, lo thua đấy anh em. Chứ cứ lên xong là xuống như thế này nè. Thấy đéo hên rồi ấy. Đây rồi anh em ơi, đây rồi nào. 16 mê bây giờ lên lại lần nữa to luôn đi. To luôn đi nào. 17 mê nói xuống lại này. Đây, lần này khác nha. Lần này có thể khác nha. Cũng đéo khác đéo gì anh em ạ. Này xuống tiếp này, nó biết ngay mà. Mẹ tụi này. Cày với lìn luôn anh em ạ. Má, hai cái thằng kia ra mà được có 600 kìa. Đen thế trời. Đây này. Ván này đéo nộ to này, chịu luôn đấy. Mùi dồi ôi được. Nộ bé xíu anh em ạ. Đánh ván poker luôn đây này. Đây rồi, ngon. Trời ơi, may cái này đéo này nó lên đấy. Lại thua lại 15 mê. Má, bên kia nó được, bên đéo này nó lại mất. Tao chịu. Đây này, ván này phải được ngon này. À, đây này, phải như vậy chứ anh em. Phải như vậy chứ. 18, 13 này. Đừng nói xuống lại nha. Đây này, thôi nghĩ, ván này nghĩ luôn anh em này. Nghĩ rồi đấy. Vẫn chưa lên được với 20 anh em. Ơ. Má, đéo lên được 20 luôn này ta. Xuống lại kìa. Nó đen mấy đạn luôn anh em ạ. Cứ lên xíu xong rồi xuống ấy. Chưa lần nào lên được nỗi 19 mê luôn ấy. Thôi đéo đánh game này, nó tự đánh game này xem sao nào. Má 8 là 10 kìa. Má 7 bây giờ là nó lại ra 6. Anh con game đéo này nó lại xui một chuỗi luôn nên nhé. Nhiều khi nó đen thì chịu thôi anh em. Chấp nhận thôi, anh đéo biết làm sao nữa đâu. Bởi game mình xui có thắng có thua thôi anh em. Mà lúc nãy giờ do nộ hũ ấy, mình cứ lên tầm 17 mê nó lại xuống lại anh em. Cay chứ anh em. Đây 19 mê thôi nghĩ mé đi. Chứ lúc này đã lần đéo là lên 19 mê đó. Thôi lần này nghĩ đi anh em. Thắng 5 mê cũng được. Đúng không? 5 mê đã ngon rồi. Nghĩ anh em ơi. Thôi. Video này tốt nha. Bye bye anh em.